Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các kế hoạch chuẩn bị tốt nguồn hàng hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm. Ngành công thương chủ động nắm bắt, khảo sát thị trường những tháng cuối năm 2024, xây dựng kế hoạch khai thác, dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là vào dịp trước Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua bán hàng hóa tăng cao. Chín tháng qua, kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 32.100 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Không phát sinh điểm nóng và vụ việc nổi cộm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 634 vụ vi phạm.